tài xế làm giả giấy test nhanh COVID-19 để qua chốt kiểm dịch. Ngày 18 tháng 7, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang tạm giữ tài xế Phan Minh Nhật, 29 tuổi, ngụ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để làm rõ vụ làm giả giấy test nhanh SARS-CoV-2 để qua chốt kiểm dịch. Theo Công an quận Cái Răng, sáng cùng ngày, tài xế Nhật lái xe tải đi từ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung để giao nấm rơm tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Nhật xuất trình giấy test nhanh SARS-CoV-2, kết quả âm tính do bến xe trung tâm cấp vào ngày 17 tháng 7. Qua kiểm tra, lực lượng công an quận Cái Răng phát hiện giấy test nhanh của tài xế Nhật là giả. Nhật khai, ngày 10 tháng 7, tài xế này phải chở hàng nên đi test nhanh thì cho kết quả âm tính và được cấp giấy theo quy định. Sau đó, để qua lại chốt kiểm dịch mà không phải đi xét nghiệm lại, Nhật làm giả giấy xét nghiệm. Theo đó, Nhật dùng màu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày 10 tháng 7, sau đó photo màu ra hai bản. Nhật mang sẵn trong người, khi nào cần qua chốt thì viết ngày vào giấy test nhanh. Ở diễn biến khác, từ tối ngày 16 tháng 7, Công an quận Ninh Kiều đã tổ chức lưu động, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 16 tại các tuyến đường để tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm. Công an quận Ninh Kiều đã phát hiện 103 trường hợp vi phạm với các lỗi như ra đường trong trường hợp không cần thiết, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo quy định, tụ tập từ 2 người trở lên. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.